Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bcar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Lô gần 400 xe Honda Brio đổ bộ Việt Nam với một điểm độc đáo so với các xe phổ thông trên thị trường. Thưa quý vị, những chiếc Honda Brio nhập khẩu từ Indonesia đang nằm tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh với những màu sắc sặc sỡ hứa hẹn sẽ được tung ra thị trường trong tháng 6 này. Những chiếc Honda Brio đang nằm tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lô xe đầu tiên được nhập về Việt Nam với khoảng gần 400 chiếc, một nửa đã có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và nửa còn lại đang được chuyển tới cảng Hải Phòng để vận chuyển về khu vực phía Bắc dễ dàng hơn. Trong lô Brio này có 4 màu sơn gồm đỏ cam, vàng, trắng và bạc. Màu vàng độc đáo nhất bởi đây là màu sơn nguyên bản mà hiếm có xe nào tại Việt Nam sở hữu. Màu đỏ cam của chiếc xe giống với lô đầu tiên chạy thử và chiếc xe được giới thiệu tại VMS năm ngoái. Lô đầu tiên nằm tại cảng đều thuộc bảng RS, phiên bản ra mắt tại VMS và cũng là bản cao cấp nhất của mẫu xe nhỏ hạng A tại Việt Nam. Đặc điểm nhận diện là logo RS màu đỏ ở lưới tản nhiệt. Hiện chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu phiên bản sẽ được bán ra trong thời gian tới. Tư vấn bán hàng đại lý tiết lộ có thể ít nhất là 3 phiên bản. Theo chia sẻ từ phía đại lý, Honda Brio có thể sẽ được mở bán vào khoảng tháng 6, chỉ có lựa chọn hộp số tự động. Trong khi đó, các đối thủ khác như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo và Suzuki Celerio đều có tùy chọn số sàn. Mẫu xe nhỏ của Honda đã được mở đặt cọc tại đại lý. Người bán dự đoán giá xe sẽ cao nhất phân khúc tại thời điểm ra mắt, mức tạm tính cho Brio lên tới 450 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Honda đầu tư vào mảng xe nhỏ đô thị tại Việt Nam. Trước đó, hãng xe Nhật chỉ có những sản phẩm thuộc phân khúc B trở lên. Honda Brio sẽ sớm gia nhập phân khúc A tại Việt Nam, cùng thời điểm mở bán VinFast Fadin, một gương mặt mới khác. Cả hai đều được giới thiệu từ năm ngoái và đều có thời gian bán ra dự kiến trong quý 2. Miếng bánh thị phần xe hạng A tiếp tục được bổ nhỏ khi thêm nhiều xe mới xuất hiện. Phân khúc này đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các mẫu Grand i10, Morning và Wigo. Honda Brio RS chạy thử ở Việt Nam, sẵn sàng cho ngày ra mắt đấu Toyota Wigo. Thưa quý vị, một chiếc Honda Brio được bắt gặp tại một khu vực đường thử của Honda Việt Nam. Xe thuộc bảng RS cao cấp nhất, giống chiếc mô hình trưng bày tại VMS 2018. Theo người chụp bức hình, đã có vài chiếc Brio được mang ra chạy thử nghiệm. Tư vấn bán hàng một đại lý Honda cho biết, hiện chưa có thông tin chi tiết về trang bị hay là số phiên bản của Brio. Thông số kỹ thuật có thể được tiết lộ vào cuối tháng này. Thời gian lô xe đầu tiên sẽ bán ra thị trường về sẽ trong tháng 4, tuy nhiên thời gian giao xe có thể tới tận tháng 6, xe được nhập từ Indonesia. Tại thị trường nước ngoài có khá nhiều loại động cơ cho xe Brio, phiên bản được nhập về nhiều khả năng sử dụng động cơ 1.2L, công suất 89 mã lực, kết hợp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp, trang bị an toàn sẽ có hỗ trợ phanh ABS, EBD và hai túi khí tương tự với Toyota Wigo. Hiện tại, các đại lý đã nhận đặt cọc xe Brio, giá tạm tính cho bản RS cao nhất là 450 triệu đồng, còn khởi điểm từ 380 triệu. Người bán cho biết giá đó chỉ để thông báo đặt cọc, chứ Honda chưa đưa ra giá dự kiến. Đồng thời, người này chia sẻ rằng giá xe Honda có xu hướng cao hơn một chút so với mặt bằng chung phân khúc. Honda Brio về Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các mẫu xe hạng A, gồm có Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, Suzuki Celerio và sắp tới đây là VinFast Fadin, khoảng giữa năm 2019. Đây là lần đầu tiên Honda Việt Nam tung ra sản phẩm ở hạng xe nhỏ như thế. Phân khúc xe nhỏ đô thị ngày càng cạnh tranh khốc liệt từ khi có sự đổ bộ của hai mẫu xe Nhật. Trước đây, hạng A là sân chơi của xe hàng với các mẫu Grand i10, Morning và Spark. Hiện Chevrolet Spark đã bị khai tử và hậu duệ chính là VinFast Fadin. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bcar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.